cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học tất cả hạnh đại Bồ Tát. Cũng có thể dạy dỗ giáo huấn Bồ Tát giúp họ siêng năng tu học quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Vì vậy, thanh văn cũng có sức hộ trì, trí nhất thiết và tư lương này. Hoặc các độc giác cũng muốn làm ruộng phước cúng dường cho Bồ Tát, nghĩa là các Bồ Tát nhờ ruộng phước cúng dường đầy đủ vật dụng cho mình, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do đó, độc giác cũng có sức hộ trì, trí nhất thiết và tư lương này. Nhưng tác ý thanh văn độc giác hoàn toàn không có sức hộ trì, trí nhất thiết và tư lương này. Vì sao? Vì tác ý tương ứng với thanh văn độc giác đối với bậc nhị thừa này có sức hộ trì thù thắng, nhưng không tùy thuận cho các Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và tư lương này, nghĩa là nhàm chán sanh tử, ưa thích nhập niết bàn, bỏ đại Bồ Đề và các loài hữu tình. Vì vậy, chế định Bồ Tát không nên khởi tác ý tương ứng với thanh văn độc giác, do tác ý đó hoàn toàn không tùy thuận cho các Bồ Tát cầu Phật quả và làm lợi ích hữu tình. Lại nữa, này mãn từ từ, các thanh văn thừa có ơn đức lớn đối với sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Đại Bồ Tát, nghĩa là chúng Đại Bồ Tát tuyên thuyết tất cả ba la mật đa và thắng hạnh khác đã tương ứng với giáo pháp, dạy dỗ giáo huấn khiến siêng năng tu học mau chóng được viên mãn, cũng cùng Bồ Tát làm dụng phước thanh tịnh, thọ sự bố thí của Bồ Tát, làm cho các Bồ Tát mau chóng được viên mãn tư lương Bồ Đề. Do đó, thanh văn đối với các Bồ Tát có ơn đức lớn. Vì vậy, Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, quán các hữu tình và tất cả pháp, đối với trí nhất thiết và tư lương này đều có ơn đức tùy thuận. Tâm trí của các A-la-hán đối với Bồ-Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là nếu không có điều kia thì không có sự ngăn ngại. Vì sao nói các Bồ-Tát không nên phát khởi tâm A-la-hán, cũng không nên tu trí A-la-hán vì do điều kia ngăn ngại, nên đưa Bồ-Tát phát khởi tư lương Bồ-Đề mau được viên mãn, nhanh chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Cho nên tâm hoặc trí của A-la-hán đối với Bồ-Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là làm cho Bồ-Tát đắc trí nhất thiết, làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai. Tâm hoặc trí của tất cả độc giác đối với Bồ-Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là nếu không có điều kia thì không có sự ngăn ngại. Tại sao nói chúng Bồ-Tát không nên phát khởi tâm độc giác thừa, cũng không nên tu trí độc giác thừa? Bởi kia ngăn ngại, cho nên đưa Bồ Tát phát khởi tư lương Bồ Đề mau được viên mãn, nhanh chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Cho nên tâm hoặc trí của các độc giác đối với Bồ Tát thừa cũng có ơn đức, nghĩa là làm cho Bồ Tát đắc trí nhất thiết, làm lợi ích an vui cho hữu tình đến tận đời vị lai.